khí là sôi động hàng ngày. Thì ở đây hôm nay rất là hoang sơ. Chắc có lẽ là ảnh hưởng từ nạn Covid, Corona gần hơn nửa năm nay rồi. Khỉ hả? Chạy vòng vòng rồi nó từ đến giờ. Chào bà con. Hiện tại Bức Chân miền Tây đang ở khu du lịch Hòn Phụ Tử. Thì cái điều ngạc nhiên ở đây là mình thấy là khác với cái không khí là sôi động hàng ngày. Thì ở đây hôm nay rất là hoang sơ. Chắc có lẽ là ảnh hưởng từ nạn Covid, Corona gần hơn nửa năm nay rồi. Một khung cảnh là hết sức là điều hiu và trống vắng. Mấy năm trước mình đi thì ở đây rất là đông đúc khách du lịch và những người buôn bán rất là đông. Thấy có nhiều trại không còn người nào buôn bán nữa, bỏ hoang luôn, chỉ điều hiu một vài sạp thôi. Giờ mình sẽ khám phá hết cái khu vực này cho mọi người xem nha. Quá vắng rồi. Còn ở đây bán khô nhiều nữa. Cái này mấy năm về trước là bán cắt kè với khô rất là nhiều. Hôm nay thì ít thấy. Để tới chùa Hải Sơn hay gọi là chùa Hang. Nửa ký ăn nhiều lắm. Khô cá cơm. Cái này mà phía dưới kia là bãi tắm Hòn Phụ Tử. Con thấy một cái quang cảnh hết sức là điều hiu luôn. Có thể nói là một trung tâm du lịch ở Kiên Giang. Khỉ hả? Chạy vòng rồi nó từ đến giờ. Chạy đi thường á. Quá vắng rồi. Thường ở đây thì những cái gian hàng nó bán rất là nhiều, bây giờ thì bỏ trống rất là nhiều. Không biết là sau bao lâu thì cái tình hình du lịch như ngày xưa mới được phục hồi. Bây giờ mình sẽ tiến vào chùa Hang. Ngày xưa thì đây người đi hành hương rất là đông. Rồi ra biển.
Là xách dép theo luôn. Xách dép theo luôn đi ra biển, bãi biển luôn á. Vô hết hang là ra hết biển. Dạ. Thương tới đây thì mình mang dép được hả? Đây thì hồi phân dê. Phía đen đen trên này là dê ở nè, nên ở đây có cái mùi nồng của phân dê, có phần đen đen đó. Đi hết đoạn đường này thì chúng ta ra tới bãi biển. Phía trên vách đá là ốc nè. Những vỏ ốc dính vào. Mình xin kết thúc clip ở đây. Chào bà con và hẹn gặp lại tập tiếp theo ở hòn Phụ Tử.